Thưa các bạn, trong bài hát Giải phóng miền Nam, bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là do nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng, đồng thời ông cũng là Bộ trưởng Bộ Thông tin Liên lạc của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam gì đó, có một câu khẳng định cái ý chí cũng như cái mục tiêu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam rằng giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Và bè lũ bán nước ở đây thì chắc chắn rằng mọi người đều hiểu đó là chính quyền tay sai của Ngô Đình Diệm và sau này là của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Đó cũng là một cái bất biến trong chính sách của chúng ta. Khi Bác Hồ qua Pháp, trước khi ra đi, người có dặn lại cụ Huỳnh Thúc Kháng, lúc đó là Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như các cán bộ của chúng ta rằng lấy cái bất biến, dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là lấy cái bất biến để ứng phó với mọi cái biến đổi ở xung quanh. Và những người Cộng sản Việt Nam luôn tuân thủ cái bất biến này của mình, tức là phải giành lại độc lập cho nước nhà, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Đó là cái bất biến. Thì qua cái lời ca chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, mà chúng ta có thể hiểu nôm na đó là bài quốc ca của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Việt Nam miền Nam Việt Nam. Nhưng thực chất ra Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hay Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thì cũng đều là những người Cộng sản Việt Nam. Và Trần Ngơ cho rằng đây là chính sách về đấu tranh chính trị, về đấu tranh ngoại giao của những người Cộng sản Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Bởi vì như mọi người đều biết, các vị lãnh đạo trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, trong Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, họ cũng đều là những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chiến sĩ quân giải phóng với chiếc mũ tai bèo thân thương thì thực chất cũng là những chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng đây là một điểm vô cùng tuyệt vời của những người Cộng sản Việt Nam khi họ thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là chính sách 2-1 mà Trần Ngơ cho rằng những người Cộng sản Việt Nam thật tuyệt vời. Họ đã biết phát huy sức mạnh của quần chúng. Và bài ca Giải phóng miền Nam luôn luôn vang lên, không những chỉ trong những buổi lễ trang trọng, mà nó còn theo chân các đoàn chiến sĩ, cán bộ, nhân dân trong các buổi biểu diễn văn nghệ, trong các cuộc họp, thì bài Giải phóng miền Nam này luôn luôn được cất lên. Nó như một tiếng kèn xung trận, như tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta kiên cường bám trụ, giữ đất, chiến đấu với kẻ thù. Một lần nữa xin nhắc lại với các bạn rằng diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước, đó là phương châm, là mục tiêu của nhân dân Việt Nam. Và 9 năm sau nó được đúc kết bằng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đánh cho Mỹ phút, đánh cho Ngụy nhào. Chính những bài lời ca đó, chính những lời hiệu triệu đó, như tiếp thêm sức mạnh, như đoàn kết được toàn quân và dân cả nước làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, và mục tiêu bất biến của chúng ta đã đạt được, đó là nước nhà đã được thống nhất, non sông liền một dải. Và tôi tin rằng câu dĩ bất biến ứng vạn biến này của Bác Hồ còn rất là đúng đắn. Bởi vì đường lối của chúng ta là đường lối kiên định, là chủ nghĩa xã hội, là chủ nghĩa cộng sản. Cho dù tính chất của chủ nghĩa cộng sản đã dần được cởi mở để hòa nhịp với sự tiến triển của loài người cũng như của thế giới, và vì thế không có một lý do gì
chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách gọi. Bởi vì chúng ta đều biết nhờ những cái lời hiệu triệu, nhờ những lời ca hào hùng, cũng như lời thơ chúc Tết thiêng liêng của Chủ tịch trước khi người vĩnh biệt chúng ta để về cõi vĩnh hằng. Lời thơ đó, lời ca đó đã đi vào trong tiềm thức của mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Và nó cũng rất đúng đắn, nó phù hợp với lại thực tế cũng như phù hợp với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Trần Ngơ nghĩ rằng do vậy không cần phải thay đổi một cái gì, chỉ một cái từ ngụy là đã nói đủ bản chất. Chứ không thể những cái chủ quan lơ mơ của những người mang danh là giáo sư nhưng giải thích hoặc ăn nói nó không phù hợp với thực tế rằng ta thay đổi cách gọi để làm vừa lòng một số người cũng như thuận lợi trong việc đấu tranh để đòi lại quần đảo Hoàng Sa. Và Trần Ngơ luôn luôn giữ cái ý kiến của mình, đó là sự bất biến, tức là chúng ta phải vẫn để nguyên ngụy quân ngụy quyền. Còn tùy cách xưng hô, tùy cách kêu gọi ở những hội nghị, ở những bàn đàm phán hay ngoại giao gì thì các ngài muốn dùng cái gì từ gì thì từ. Nhưng tôi khẳng định rằng cái từ ngụy này đã là nằm trong đường lối của Đảng, nằm trong chủ trương khi bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bắn nước. Mà theo tôi cái chữ bè lũ bắn nước có khi nó còn nặng nề hơn cả chữ ngụy cơ. Nhưng chính nhờ những cái lời ca nó đúng đắn và nó mạnh mẽ như thế đã giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh, đã tranh thủ được lòng người không những ở Việt Nam mà cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Và vì vậy tôi luôn luôn giữ quan điểm của mình là chữ ngụy vẫn phải được dùng để chỉ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Còn trong các cuộc thương thảo hay là hội nghị hay là cái gì mang tính chất gì thì các ngài muốn nói kiểu gì nói, nhưng không được tuyên bố rằng từ bỏ chữ ngụy. Những người đồng đội, những người anh lớp trước của chúng tôi, những người thân của chúng tôi đã ngã xuống khi nghe theo lời hiệu triệu này, khi nghe theo những tiếng ca hào hùng phá tan bể lũ bắn nước. Họ đã sẵn sàng rời bỏ ghế nhà trường, xa rời quê hương xứ sở, xa những người thân ruột thịt để nghe theo lời hiệu triệu đó. Và Trần Ngơ cho rằng nếu bỏ cái này đi thì phản bội lại những anh hùng liệt sĩ, phản bội bao nhiêu đồng bào chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh vì câu ca phá tan bể lũ bắn nước, cũng như lời hiệu triệu của Bác Hồ đánh cho Mỹ quốc, đánh cho người nhà. Trần Ngơ nói lên dẫn chứng và cũng để tỏ rõ quyết tâm cũng như là suy nghĩ của mình. Trần Ngơ luôn luôn bất biến trong cái vấn đề này. Đó là vấn đề thứ nhất Trần Ngơ muốn tâm sự và muốn có một ý định viết một lá thư ngỏ để gửi lên những cơ quan có chức năng. Nếu như các bạn ủng hộ thì các bạn cũng comment để Trần Ngơ. Còn vấn đề thứ hai Trần Ngơ muốn nói đến là vấn đề tên giáo sư Phan Huy Lê.